Hôm nay tôi sẽ thử thách 48 giờ trở thành quái vật chim cánh cụt John Joseph. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại biến thành nông nổi như thế này? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Tiến lên nào thủ lĩnh, hôm nay tôi sẽ đánh bại ông. Tôi sẽ trở thành thủ lĩnh mới của loài chim cánh cụt. Vậy à chàng trai trẻ, vậy thì ngươi phải cố gắng hết sức đó. Chào các bạn. Ban đầu thì tôi là một chim cánh cụt đầu đàn bình thường. Tôi cùng với đồng loại của mình đang thực hiện một cuộc kiểm tra, tìm ra thủ lĩnh mới ở một cái hồ đóng băng. Nhưng... Thủ lĩnh chim cánh cụt, không xong rồi, có chuyện lớn rồi. Một tiếng hét đã vang vẳng từ đằng xa. Tôi cũng nhanh chóng tiến lại đó và phát hiện được thì ra là thủ lĩnh của loài hải cẩu, hàng xóm của chúng tôi. Nhưng dường như cậu ấy bị thương rất nặng. Thủ lĩnh chim cánh cụt, bọn chúng tới rồi. Mau dẫn đông lại, cùng cậu chạy đi. Cậu nói cái gì? Không lẽ lũ thợ săn con người tới đây săn bắt chúng ta nữa à? Không phải là con người, mà là lũ ký sinh gớm ghê. Trong lúc tôi đang nói chuyện với thủ lĩnh của loài hải cẩu về thứ sinh vật kỳ quái vừa mới xuất hiện, thì lúc này những đồng loại của tôi đang chờ đợi tôi quay trở lại. Nhưng một điều kinh hoàng đã xảy ra. Những thứ sinh vật vừa được nhắc tới, bọn chúng bất thình lình xuất hiện sau lưng những đồng loại của tôi, và rồi bọn chúng tấn công lấy họ. Gì thế này? Chạy đi, mau chạy đi. Chạy đi, bọn chúng mua vào cơ thể của chim cánh cụt chúng ta. Không, thủ lĩnh ơi, cứu chúng tôi. Chạy đi, không xong rồi, đồng loại của cậu, bọn chúng đã tới rồi. Gô kiếp, mọi người, có chuyện gì vậy? Chết tiệt, gì thế này, sao một số cá thể lại biến thành thứ gì đó kinh tởm thế này? Mau dừng lại, bọn ta đòi, bọn ta muốn ăn thịt, bọn ta sẽ xé xác ngươi. Tôi vừa chiến đấu với cái lũ chim cánh cụt quái lạ này, tôi vừa ngẫm nghĩ lại những lời nói của thủ lĩnh hải cẩu, tôi mới biết rằng thì ra lũ ký sinh quái lạ mà cậu ấy đã nói đã chui vào trong cơ thể của một số cá thể đồng loại của tôi. Khổ kiếp. Nhưng cũng may, nhờ kinh nghiệm và khả năng chiến đấu suốt mấy năm của tôi cũng đánh bại từng cá thể chim cánh cụt đã bị ký sinh khống chế. Cuối cùng ta không chiếm được cơ thể của người con chim cánh cụt đâu đen à. Người thật quá bất cẩn rồi đó. Tôi tưởng rằng mình đã thành công đánh bại được lũ ký sinh kia, nhưng thật không ngờ một phút lơ là tôi đã bị một con ký sinh trùng quái lạ chui vào trong người và không chế. Không lẽ kể từ nay tôi không còn là chính mình nữa hay sao? Mẹ kiếp, trời đã rơi tuyết rồi à, thật là lạnh quá đi. Mình ở cái hồ này suốt mấy năm rồi, chán người là chán. Sáng ăn cá, chiều ăn cá, tối cũng ăn cá, đến mức độ ỉ ra toàn là cá. Ai, ước gì còn thứ gì khác để ăn nhỉ? Mau lên, mau chạy về phía nam đi, trốn khỏi con quái vật chim cánh cụt đó. Hả, tiếng gì vậy? Chết tiệt, có một đàn gì di chuyển nhúc nhích thế này? Hay quá, tôi ăn thịt bọn chúng thôi. Cái gì thế này? Một con quái vật cá sấu. Thật là đã quá đi. Thưa chết tiệt kia, người ta đang dám tranh giành thức ăn của ta. Có kẻ nào lại tiếp tục tới nộp mạng hay sao? Lũ hải cẩu đó, ta đã cực khổ tìm bọn chúng, rồi vây bọn chúng lại, gửi bọn chúng tới đây. Thật không ngờ người dân phỏng tay trên của ta. Mau trả lại đây, nếu không ta sẽ xé xác ngươi đó. Ồ, ngươi cũng là một sinh vật đã bị ký sinh, thì ra là đồng loại với ta. Bình tĩnh, ta ăn của ngươi thì ta sẽ đền lại. Kìa, phía sau ta có rất nhiều cá, ngươi tới đó thưởng thức đi, ta mời ngươi. Cái gì? Ngươi mời ta ăn cá à? Cá, ta đã ăn nhiều ta ngán rồi, ta chỉ muốn ăn thịt hải cẩu để bồi bổ thôi. Vậy mà ngươi dám cướp của ta.
Thế là đã qua một ngày, cơ thể tôi đã bị khống chế hoàn toàn. Tôi biến thành một con quái vật chim cánh cụt hung tợn và chuyên ăn thịt những loài khác. Tôi ăn chính đồng loại của mình, rồi đến ăn cá. Sau đó là chí đuối lũ hải cẩu di chuyển tới một bờ hồ. Nơi đây đã xuất hiện một con cá sấu cũng bị ký sinh quái dị. Nó ban đầu rất thiện chí với tôi, nhưng tôi rất ghét nó bởi vì nó dám cướp thức ăn của tôi. Kết quả tôi và nó đã có một cuộc chiến kinh hoàng. Con chim cánh cụt khổ kiếp, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Vậy thì tao sẽ cho mày xuống địa ngục luôn. Thứ đáng ghét, tao sẽ kéo mày chết chung. Đồ ngu ngốc. Này, tính gì đi, tính gì đi anh bạn. Tôi bị chim lấy cơ thể rồi mà. Con bị thứ quái vật cá sấu giết chết rồi. Sao tôi lại nghe thấy giọng của một ai đó? Gì thế này? Thì ra cậu là một con chim cánh cụt. Tôi đã cứu cậu và đồng thời lấy thứ ký sinh trùng trong người của cậu ra. Bây giờ cậu có thể điều khiển được bản thân của mình rồi. Hèn chi người của tôi lại trở nên sặc sỡ thế này. Còn ngươi là ai? Không lẽ ngươi cũng... Đúng vậy, tôi là quái vật tinh tinh sơn cho xích. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi không bị lũ ký sinh trùng khống chế đâu. Thậm chí tôi còn lợi dụng sức mạnh của bọn chúng để giúp đỡ muôn loài khác. Hay quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đúng rồi, quái vật cá sấu, thứ quái vật cá sấu vô cho xích, thứ đó kinh tởm lắm, thứ đó ăn tất cả mọi thứ, chúng ta phải ngăn chặn nó lại. Cậu nói không sai, tôi đã quan sát thứ đó suốt mấy ngày rồi, mới vô tình cứu được cậu đó. Đến lúc rồi, thứ đó phải bị trừng trị. Trên cạn, có tiếng bước chân. Mẹ kiếp, lại có con mồi ăn thịt nữa rồi. Gì thế này? Tưởng chừng như mạng sống của tôi đã bị con cá sấu này kết thúc. Nhưng thật không ngờ, tôi lại được một sinh vật kỳ lạ khác. Đúng hơn là quái vật tinh tinh, John Joseph đã cứu lấy tôi. Thậm chí nó còn giúp tôi đẩy thứ ký sinh trùng kia ra khỏi cơ thể, giúp tôi lấy lại chính bản thân của mình. Gì thế này? Lại là những quái vật John Joseph? Sao chúng mày ở đâu xuất hiện nhiều thế? Thứ quái vật cá sấu John Joseph kia, cơ thể của người đang bị điều khiển bởi một ký sinh trùng. Bọn ta tới đây giúp đỡ ngươi đẩy thứ ký sinh trùng đó ra. Mẹ kiếp, ngươi nói gì chứ? Ta trong cơ thể con cá sấu này suốt mấy năm rồi, ta với nó đã hợp nhất rồi. Ngươi không làm được như vậy đâu. Ngược lại, ta sẽ xé xác hai ngươi. Chịu chết đi. Chết tiệt, hãy cẩn thận. Này, tính John Joseph, thứ quái vật cá sấu này không tốt đẹp gì đâu. Ngay cả khi không bị ký sinh, nó cũng vô cùng tàn nhẫn, chuyên săn bắt và lợi dụng cơ hội để giết những sinh vật vô tội. Dù có giết chết nó, chúng ta cũng không cảm thấy tội lỗi đâu. Cái gì? Mẹ kiếp, thì ra là mày. Con chim cánh cụt chưa chưa xích, mày chưa chết à? Mày còn biến đổi màu sắc nữa. Còn thứ tinh chưa xích kia, tại sao hai chúng mày đều bị ký sinh nhưng lại muốn giết chết tao chứ? Ít ra tao cũng là đồng loại ký sinh giống tụi bay mà. Đúng, bọn ta cũng là những quái vật chưa xích. Nhưng có điều, bọn ta đã đẩy lũ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể của mình rồi. Bây giờ bọn ta chính là bọn ta tự làm chủ cơ thể của mình. Không có kẻ nào điều khiển bọn ta cả. Bọn ta sẽ thực hiện công lý, thực hiện chính nghĩa và tiêu diệt những thứ ký sinh trùng xấu xa các ngươi. Cái gì? Thì ra lũ chúng mày đã giết chết đồng loại ký sinh trùng của tao, đẩy bọn chúng ra khỏi cơ thể của chúng mày à? Đáng ghét. Vậy thì tao sẽ xé xác chúng mày, ngay đầu chúng mày để báo thù cho bọn chúng. Này, chịu cái cục vô cho xin. Thứ đó quá cứng đâu, chúng ta không thể nào tách ký sinh trùng ra khỏi cơ thể của nó. Mau xé xác nó ăn thịt luôn đi. Tôi biết rồi. Vậy là thêm một ngày nữa trôi qua, tổng cộng là 48 giờ. Tôi cũng đã trở thành một quái vật chim cánh cụt John Joseph hoàn toàn.